chỉ nổi tiếng với những vườn cây ăn trái trĩu quả hay những điểm du lịch sinh thái độc đáo. Vĩnh Long còn nổi tiếng với làng gạch cổ, một làng nghề thủ công truyền thống giữa miệt vườn sông nước miền Tây. Vào những năm 1980, cả làng nghề có trên dưới 1.000 cơ sở sản xuất với khoảng 3.000 miệng lò. Tham quan làng gạch Mang Thít, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến tất cả công đoạn làm ra các sản phẩm gốm mỹ nghệ như chọn đất sét, nhào đất, cho vào khuôn ép tạo hình, phơi nắng, xếp vào lò, đốt lò. Bạn sẽ phải trầm trồ trước sự khéo léo, tỉ mỉ và công phu của những người thợ tài hoa nơi đây. Tuy nhiên, cũng như những làng nghề thủ công truyền thống khác, thời gian trôi qua kéo theo các kỹ thuật và hệ thống lò công nghệ cao được đầu tư, do đó các lò gạch truyền thống dần đi vào quên lãng. Dạo gần đây kiếm dân làm nó cũng hơi khó, không có dân đó, rồi lò tôi cũng làm mà đều tôi bán hết mấy cái lò rồi. Giờ còn cái lò của mấy đứa em á, nhân công giờ đi làm công ty hết trơn rồi, không có dân, không có dân làm, kiếm nó cũng hơi khó. Giờ còn làm lẻ lẻ một vài lò, còn mấy nó qua làm mấy cái lò lớn, công ty lớn rồi nó có nhiều lò để chuyền mần hoài đó. Còn dạng lò ít thì nhân công nó làm mấy ngày cái rồi nó nghỉ, nó đi chỗ khác đó, rồi biết mất mối luôn, không có làm. Với nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ, lượng phù sa lớn từ dòng Cửu Long sau nhiều năm tích tụ bồi lắng đã hình thành những mỏ sét quý giá. Người Vĩnh Long đã khéo léo nhào nặn để biến chúng thành những viên gạch đồ gốm tinh túy. Ngay từ đầu khi bước vào làng nghề đã có thể thấy những lò nung đỏ âu trên nền xanh đất trời, tạo nên một bức tranh mộc mạc. Khi nghề làm gạch thủ công truyền thống ở đây còn đắt khách, mỗi nhà có đến 2-3 miệng lò. Đến mùa cao điểm, các lò nung cột khói trắng ngút trời mang đến cuộc sống no đủ cho người dân nơi đây. Nếu bạn muốn đến làng gạch ở Vĩnh Long, bạn đi theo quốc lộ 53 rồi rẽ vào DT903, chạy thẳng gặp ngã ba là đến đường DT902 dọc sông Cổ Chiên. Tại đây bạn có thể hỏi thăm người dân địa phương để được hướng dẫn tuyến đường đến làng gạch. Một lò gạch thường cao tầm 12 mét, người ta cần đến 5 ngày để tải và dỡ gạch, 15 ngày để nung và 10 ngày để xây cửa lò và chờ gạch nguội. Gạch được nung bằng trấu với quy trình kiểm tra canh lửa rất cẩn trọng để đảm bảo gạch chín vừa đúng. Sau khoảng 1 tháng nung, thành phẩm thu được là khoảng 120.000 viên gạch đỏ âu đúng chuẩn. Các lò ở đây thường dùng nung các loại gạch thẻ, gạch ống, gạch tàu. Trước kia khi giao thông chưa phát triển, gạch được vận chuyển đi khắp miền Nam bằng đường sông. Trải qua bao thế hệ gìn giữ nghề thủ công truyền thống, những người dân nơi đây đã đúc kết được kỹ thuật nung đất tuyệt vời. Ngoài ra, do đặc tính nhiễm phèn của loại đất sét đỏ đặc biệt này mà khi nung xong, gạch đỏ thường có các vân trắng do phèn tạo thành. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc phát triển và duy trì làng nghề nung gạch gốm đỏ Mang Thít Vĩnh Long, nhưng những lò gạch gốm tại đây vẫn ngày đêm đỏ lửa để tạo ra những sản phẩm đẹp, độc đáo, chất lượng. Những người thợ vẫn miệt mài với nghề, tạo ra những nét văn hóa mang giá trị tâm hồn Việt, văn hóa phương Đông, tồn tại theo năm tháng.